xác nhận cái chết đi. Xóa dữ liệu cá nhân trên các thiết bị điện tử sau khi khách hàng chết. Đó là công việc của tôi. Sau khi nhận được tín hiệu, tôi xác nhận khách hàng đã chết chưa. Xác nhận xong, tôi sẽ xóa dữ liệu được chỉ định. Này, chắc chắn ta sẽ phá được vụ này. Ta thành thám tử từ bao giờ vậy? Tôi vào được rồi. Bằng cách nào? Đón xem bộ phim DELE trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.